Tất cả những người mà đi tu này là đầu tiên họ không bị vật chất chi phối nữa, rồi họ cũng không bị tình cảm chi phối nữa, thì đây là người tu chân chánh mà ta quy y, ta quy cái này. Rồi nó từ cái chỗ hiền này đó nâng họ lên bước nữa, thành họ tu trọn được 3.000 quay nghi rồi, được 3.000 quay nghi rồi họ trở thành thánh nữa. Cho nên các vị tu đó là nghĩ này, lần lần mình tập lần ba cái nghiệp của mình đó, ba cái nghiệp của mình là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mình tu được cái nào cái đó sanh ra phước, sanh ra trở thành hiền, trở thành thánh đó, căn cứ vào đâu mà biết? Tức là căn cứ cái hành động chúng ta, cái cử chỉ của chúng ta, cái ngôn ngữ chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta này, căn cứ cái này để mà biết được cái con người thật. Cho nên trên bước đường tu đó là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là tu cái thân với cái miệng trước, cái thân miệng trước. Cho nên ta giữ năm giới này là cái thân với cái miệng là chính chứ. Các vị nghiệm ra xem phải không? Tức là ba cái đầu đó là sát, đạo và dâm, cái này thuộc về thân. Còn nói dối nè, nói dối, nói lời thiêu dịch, nói lời hung ác nè, thêm cái nữa uống rượu nữa là cái miệng này. Cho nên tu cái miệng này với tu cái thân này nữa, là cái này cái hình thức bên ngoài nữa, ai đi tu ta không thấy nữa. Nên trên bước đường tu đó, ta lần hồi ta tập cái này, đương nhiên ta tụng kinh, ta lại Phật, ta nghe pháp để chúng ta hiểu rõ hơn về cách tu hành. Và khi chúng ta tu đó, là chúng ta thực tập cái đó, có thể hơn nhau là chỗ đó. Thầy hồi trước thầy có mấy đứa cháu, nó nói với thầy đó, tu như ông mà con cũng muốn đi tu nữa. Thì thầy mới biểu là muốn con muốn đi tu thì cứ tu, phải không? Theo ông tu, tu theo ông thì sẽ được theo cái ý muốn của con chứ, theo muốn là như ông vậy. Thì hỏi sao? Thành ra bây giờ đó, thành ra tu như ông á là ông không biết ăn thịt, ông không biết uống rượu, ông không biết hút thuốc, phải không? Nó nói thôi tu vậy con không tu. Thành ra không cho nó ăn thịt, không cho nó uống rượu và không cho nó hút thuốc thì nó không tu nữa, phải không? Thành tu như ông là phải không ăn thịt, phải không uống rượu, phải không hút thuốc, cái này trước đi. Đứa nào muốn tu cho tu hết đấy, nhưng mà phải giữ cái này trước. Thành không tu. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta thấy, cho nên chúng ta tập đó, chúng ta tập cái này. Mình hơn người khác là mình hơn cái chuyện tu này, chứ không phải mình hơn họ một cái hiểu biết. Nên thầy thường hay nói đó, là cái người tu hành đôi khi họ không học nhiều, họ không nghiên cứu, nhưng vì nhờ có thực tập cho nên họ là người tu. Nó khác với các học giả thì học nhiều, các nhà nghiên cứu thì biết rất nhiều, phải không? Biết nhiều nói hay, nhưng mà thua những người khác ấy, là người ta biết ít mà người ta có tu, có thực tập. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thì cái tu này nó đầu tiên Đức Phật nói là đừng có sát sanh hại mạng đây, phải không? Đừng có sát sanh hại mạng này, đừng có gian tham trộm cắp này, ta đã đừng có tà dâm này, đừng có uống rượu này, phải không? Thành giờ thầy nói thêm cái là không hút thuốc lá nữa, phải không? Thành ra chùa cấm hút thuốc. Cho nên ở đây nó có một số mà mấy thầy muốn về đây tu với thầy, nhưng mà thầy nói về đây không được hút thuốc lá, thì mấy thầy nói thôi con không dám về. Thầy không hút thì không được nữa, không hút chịu không được. Thì thầy mới biểu là cái thuốc lá mà bỏ không được á, mà làm sao để làm Phật, phải không? Làm Phật còn khó hơn nhiều chứ. Nên là thuốc lá bỏ không được thì thôi không có làm cái gì được hết.
Cái này là cái dễ nhất trên đời này, mà cái này là cái tạo nghiệp mà rất nguy hiểm. Nên hút thuốc lá để sau này để mình hư phổi đi, bị ung thư đi. Này biết trước chứ. Nhưng mà cái này bỏ không được á, thì đòi làm hiền, làm thánh, làm tiên, làm Phật, cái này không được rồi, xa lắm rồi. Thì các Phật tử nên nghiệm cái này. Cho nên ta tập ta bỏ lần cái này. Thành ra những cái căn bản nhất mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên ngày nay đó, mấy thầy truyền giới đó, cái giới thứ năm là giới không uống rượu ấy, bây giờ ta mới mở ra, ta nói uống các cái chất mà làm sai người, phải không? Những cái chất làm sai người, chất men này làm sai người, cái chất thuốc lá này làm cho sai người này, cái chất mà áp phiện làm sai người này. Rồi ngày nay ta có thêm một số những cái mà gì xì ke hay cái gì đó, những cái gì bộ đà cái gì nặng hơn nữa. Tình nói chung là tất cả những cái mà làm cho con người trở thành nghiện đi, mất tự chủ đi, thì cái này không cho. Cho nên trên bước đường tu của Phật là gì? Con người phải tự chủ, tự quyết định vận mạng của mình. Ta nên mình không lệ thuộc xã hội, mình không lệ thuộc tình cảm, tới cuối cùng mình không lệ thuộc vật chất nữa. Thành ra chúng ta có một cái thân này thì ta lệ thuộc nó, nhưng mà muốn làm Phật á, thì Phật là không lệ thuộc thân này. Cho nên bỏ cái thân này thì lên Niết Bàn làm Phật. Đó là trên bước đường tu chứ. Thành ra bây giờ ta còn giữ cái thân này để chúng ta tu, bỏ nó liền á, thì chúng ta không tu được. Cho nên nhờ có cái thân này mà chúng ta mới luyện tập lần, chúng ta xa rời cái nghiệp gọi là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cái này ta bỏ lần, bỏ hết cái này rồi đó, thì cái tâm chúng ta trở thành vắng lặng, chúng ta giữ được cái chánh niệm đó, thì lúc bây giờ do cái chánh niệm này mà dẫn chúng ta lên Niết Bàn. Đây là con đường tu thực. Cho nên đầu tiên đó, các Phật tử đó, thầy nói là khi mà các Phật tử quy trong đạo tràng đó, thầy không truyền ngũ giới. Thầy ngũ giới là đi theo ở bên tiểu thừa, cho nên nó không truyền. Nhưng mà thầy nói là cái trường hợp đó, chúng ta siêng năng tụng niệm lễ bái, phải không? Đó. Rồi siêng năng ngồi thiền, siêng năng suy nghĩ về giáo pháp của Đức Phật, thì tự nhiên tất cả những cái kia đó, nó tự biến mất đi. Tức là Phật hộ niệm được tới cho ta nữa, thì cái trường hợp này nó tự nhiên mấy cái kia nữa nó tự biến. Nên nó có những người vô quy y rồi, quy y rồi, nó là cái trường hợp quy y rồi mà thầy cũng có biểu ăn chay, phải không? Thầy không biểu ăn chay, nhưng mà họ thưa với thầy đó, họ nói sao bây giờ con ăn mặn không được thầy, phải không? Thấy thịt cá thấy ớn, thấy sợ đi. Thầy nói vậy tốt đó. Thành ra quý vị có căn lành rồi, cho nên khi mà quy y với Tam Bảo một cái đó, thì cái Tam Bảo lực nó gia bị tới cho mình đó, tức là Phật lực gia bị tới cho mình rồi đó, thì tự nhiên mình không ăn được. Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra Phật lực chưa gia bị tới được, nhưng mà ma quỷ đó, nó tác động vô ta được đó, nó nhiếp trì ta được đó, thì cái trường hợp này đó, ta đọa. Khác nhau chỗ đó. Nếu hai Phật tới thì quỷ ma nó tránh, phải không? Còn quỷ ma nữa mà nó nhiếp trì ta được đó, thì ta không tới với Phật được. Cho nên các Phật tử thấy có những người nữa, họ rất muốn tới chùa mình, họ rất muốn gặp thầy, nhưng họ không bao giờ gặp được. Tại sao vậy? Vì ma quỷ nó không cho họ tới mà. Thì ma quỷ nó không cho tới. Tại nên khi mà thầy có ở nhà đó, thì cái trường hợp đó ma quỷ nó dụ dẫn mình đi tới chỗ khác rồi. Mình đi tới chỗ khác rồi, tại không tới được. Rồi đó, tới cái khi mà mình đi tới được, khi đó không có thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Coi như là vào khoảng 40 năm về trước. Tại nên lúc đó, là ông Phan Khắc Sủ, ông làm
Ông làm bây giờ giống như chủ tịch nước mình, làm quốc trưởng, ông Phan Khắc Sửu. Mà bà Phan Khắc Sửu đó, bà tới bà tìm gặp thầy, mà bà nói đi 7 lần không gặp thầy, tới hồi thầy đi Nhật luôn. Thì các vị nghĩ sao? Tại người ta không cho gặp thì không gặp được. Thấy khi mà bà tới là lúc đó thầy mới vừa ra thầy đi rồi. Rồi đó bà chờ lâu quá không được đó, bà về đó thì thầy về đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên cái mà tầm sư học đạo cái này rất là khó. Cho nên nếu mà ta có căn lành thì lúc bây giờ nó nhờ hộ pháp Long Thiên dẫn chúng ta tới. Cho nên dẫn ta tới chứ. Cho nên ta tới đúng lúc đó. Cho nên chúng ta được nghe pháp, ta được gặp thầy, có thể là giải cho chúng ta những cái điều mà chúng ta thắc mắc nữa. Cho nên những người có căn lành thì khi mà họ tới, họ nghe thầy giảng, họ nói sao thầy giảng đúng với cái suy nghĩ của họ. Cái này tốt này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên nếu mà ma quỷ nó nhiếp trì ta rồi đó thì nó không cho. Ta đã có những người mà cố gắng đi tới đây để nghe pháp, ngồi nghe biết không? Mà sao nghe hình như là có nghe tiếng mà không nghe pháp được. Thành ra nó buồn ngủ, sao nó ngủ từ trong ruột ngủ ra, quý vị có gì không? Đây có một Phật tử đó bây giờ chết rồi. Giờ chết rồi. Thành ra thưa thiệt với thầy vậy đó. Nó bắt đầu đó, thầy niệm Phật đó là bà bắt đầu ngáp, phải không? Rồi đó, thầy bắt đầu giảng đó là bà ngủ. Ngủ mà đến cái độ mà người ta lắc đó, mà bà cũng không biết nữa. Nhưng mà khi thầy giảng xong rồi đó, thầy nói thôi mời các Phật tử đứng dậy hồi hướng đó. À, thì lúc đó bà tỉnh lại như bình thường hết. Thôi đứng dậy hồi hướng được vậy. Đây điểm quan trọng nhất. Nhưng mà cái may mắn cho bà đó là tới cái khi mà bà gần chết rồi đó là bà mất cái này. Cho nên bà tới bà nghe pháp được. Mà bà thưa với thầy đó, sao lạ, hồi trước là thầy giảng còn không nghe gì hết đó. Nhưng mà bây giờ đó, nghe thầy giảng xong rồi đó, đi về nhà nữa, ở nhà mà tối con ngủ con vẫn nghe thầy giảng không? Các vị nghĩ sao? Trong thức bà có rồi đây, bà thoát được cái nghiệp rồi đó, cho nên đó, ma không có ngăn bà nữa. Cho nên bây giờ đó, bà ngủ nhưng mà ở nhà bà chứ, bà đâu nghe pháp, đâu nghe, nhưng mà lúc đó là nghe. Đây, cái điểm này là điểm quan trọng nhất, cái căn lành chúng ta là chỗ đó đó. Nên thầy hồi lúc mà thầy mới đi tu đó, thì lúc bây giờ đó, thầy lên chùa, mà chùa thì không có người, khuya mà có người đâu. Chùa rất vắng, không có người. Sao thầy ngồi trên chùa đó, thầy lại nghe tiếng tụng kinh. Thế nên thầy nghe tiếng tụng kinh, mà thầy kiếm vòng, không thấy ai hết đó. Ai tụng đâu. Ở trên chánh điện cũng không có, nhà tổ cũng không có. Đi tụng ở đâu? Thầy mới xuống, thầy hỏi Hòa Thượng, Phương Trượng, thầy Hòa Thượng... Nó tổ tụng đó con. Tổ tụng á. Đây cái điểm này quan trọng. Mà sau này thầy mới hiểu cái này. Tại nó nhờ cái thanh vắng đó, cái tâm mình nó thanh tịnh, nó tương ưng với cái vị tổ ở đây hồi trước tụng kinh này này. Cho nên mình nghe lại được âm thanh đó. Nên thầy mới nói với cái bà này đó, thầy nói như vậy đó là cái căn lành bà nó phát lên rồi đó, ráng giữ cái này, ráng giữ cái chánh niệm này để nuôi lớn cái căn lành này đó, mai mốt chết rồi đi theo cái này phải không? Đó, theo cái căn lành mình mà đi về Phật. Thành ra ta tu cả đời mà ta không có cái này thì coi như là ta mất trắng. Tới chừng đó một niệm ác sanh ra thì niệm ác sẽ dẫn chúng ta đi thọ sanh. Đó, cái quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên cái khởi đầu Đức Phật dạy chúng ta đó, là tu ở trên cái thân và cái miệng ta trước. Tại nên cái thân này đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ba cái này chính. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái người mà phạm phải ba cái này nữa
Thì cái trường hợp này nữa, ở trong đời ít có bao giờ mà được yên tĩnh lắm, biết bao giờ cái tâm được an lành. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa là nó nhiếp cái này. Ba cái này là gì? Tức là cái thời pháp đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật đã dạy cái này rồi. Ai muốn trở thành Phật tử là phải làm cái này, chứ không phải kinh Pháp Hoa mình bỏ kinh Nguyên Thủy, phải không? Cái này là kinh Nguyên Thủy. Nếu không làm cái này thì không thể nào làm Phật tử được hết. Mà khi làm Phật tử rồi đó, chúng ta từ từ mới đi xa hơn. Cho nên cái điều quan trọng nhất này đó là Đức Phật truyền cho chúng ta năm giới và tam quy. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, tu theo Pháp Hoa nó có hơi khác đi một chút, là chúng ta vẫn giữ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà giữ được tam quy này rồi đó, Phật hộ niệm tới cho ta đó, tự nhiên đó, giới chúng ta không phạm. Tức là giới chúng ta không phạm. Tức là tự trong cái lúc đó, như thầy nói một Phật tử hồi nãy là vì con thấy thịt cá con ớn quá thầy, ớn thì thôi con ăn chay đi, phải không? Rồi ăn chay được, rồi tự nhiên ăn chay được thôi. Mà ăn chay á, mà thấy thịt cá ớn tức là không muốn ăn nữa, thì cái này ăn tốt rồi, phải không? Còn tất cả các Phật tử á, mà khi thọ giới xong rồi nữa thì thầy biểu là thôi ráng về ăn chay một tháng hai ngày con, phải không? Thì về ráng ăn chay. Nhưng mà có người tới thưa với thầy thế này, thành ra nó con ăn suốt ngày nhưng mà sao con thấy người nó giống như đi nó không vững thầy, thành ra tới chiều con phải kiếm một bát phở ăn cái nào nó mới ngủ được, quý vị thấy nặng không? Đấy sự thật. Thành ra ăn suốt từ sáng tới chiều, phải không? Nó tự nhiên nó mất thăng bằng, cơ thể mất thăng bằng, phải kiếm một bát phở ăn xong rồi đó thì mới đi ngủ được. Thì sao? Thành ra có người nói là thôi tối là chắc Phật ngủ rồi mình cũng ăn được, phải không? Thầy nói Phật không có bao giờ ngủ còn. Phật sao có ngủ? Phật lúc nào cũng thức chứ đâu ngủ. Cho nên cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu tập, nếu ta có căn lành nó tự chuyển nghiệp. Phật hộ niệm tới là thay đổi hết rồi, thay đổi trong sống. Thành ra tự nhiên cái nghiệp sát chúng ta nó không có nữa. Ta nói nghiệp sát chúng ta nữa, hồi nãy ta thấy con vật ta muốn ăn thịt nó, thậm chí là chúng ta thấy con vật chúng ta không ăn nữa, chúng ta cũng muốn bắt nó, ta muốn hành hạ nó. Tất cả cái tánh ác này, tánh ác của con người ta, cái tánh này là gì? Cái tánh của Atula, phải không? Cái người mà sanh ra có cái tánh ác này nữa, Đức Phật nói cái này là Atula sanh lại đó. Tuy là mang thân người nhưng mà cái bản chất của nó là Atula. Atula tức là thích giết người, thích hại người, phải không? Thích đe dọa người khác. Đây là Atula. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta biết. Tự nhiên vậy đó. Nhưng mà Atula mà quy y Phật rồi, được Phật hộ niệm tới đó, thì tự nhiên anh trở thành hiền. Nên vô não hồi trước là kẻ sát nhân chứ, khi mà gặp Đức Phật anh muốn giết Phật luôn nữa. Nhưng mà cái đức của Đức Phật lớn quá, phải không? Cái đức Phật lớn quá, cho nên nó làm thay đổi cái tâm của ông này đi. Ông này trở thành quy Phật á. Quy Phật rồi đó, rồi bây giờ trở thành người hiền nhất. Một cái người mà chuyên môn giết người mà bây giờ quy y Phật xong rồi nữa, bây giờ người ta đánh ảnh, người ta đánh ảnh bị thương á, mà ảnh cũng không bao giờ đánh trả lại. Mà ảnh nghĩ sao? Phải trả cái nghiệp kia cho nó hết, phải trả cái nghiệp cũ của mình cho hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta là như vậy đó. Nó thay đổi cái con người, thay đổi tánh tình. Đây là Phật hộ niệm. Thành ra ta tu theo kinh Pháp Hoa là ta nhờ Phật hộ niệm mà nó chuyển. Cho nên lúc bây giờ chuyển chúng ta đó, cái tánh ác trở thành tánh hiền, tánh ác chúng ta trở thành tánh hiền. Cái tánh ham ăn chúng ta đó, tự nhiên lại thấy không cần thiết nữa, phải không? Tất cả này tự chúng ta thay đổi. Mà cái người tu đó, tự trong cái tánh của họ thay đổi đó, thì họ cảm thấy nhẹ nhàng, không phải bắt buộc cố gắng gì hết.
Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử, có những người đó, thầy không biểu ăn chay nhưng mà tự họ ăn chay thôi, không cấm sát sanh nhưng mà tự nhiên thấy con vật thương sao giết nó. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, cái khởi đầu đó, làm sao mà ba nghiệp này, thân nghiệp đó, là chúng ta tu trước. Các vị tập lần đó, thì cái này có tu, còn chúng ta học đó, thì cái trường hợp này nó là biết thôi, mà không có tu thì cũng như không. Mình có học, mình có biết mà mình không có tu nữa, thì cái trường hợp này nó là Đức Phật nó giống như là mình đếm tiền cho người khác, phải không? Nhưng mình không có đồng nào hết. Còn cái người đó mà được thầy chỉ dạy rồi, chúng ta nỗ lực chúng ta tu hành đó, thì cái này ta được đồng nào, ta có tiền chứ. Này ta có tu ta có được. Nên thầy nói có những người họ tu, họ không có học được nhiều, nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên thầy dạy, thầy nói thôi bây giờ đi tới chùa Công Quả, phải không? Thầy nói con rảnh ấy, tới chùa lao chùa đi. Thầy nói mình lao sạch như thế này, người ta tới ta ngồi, người ta nghe giảng, người ta tới người ta tụng kinh ấy, mình được chia một phần công đức, được chia một phần công đức. Cho nên lần lần ráng tích lũy công đức này, sau này mình tu được. Thì cái bà này nó không học hành gì hết, không biết nhiều đâu, nhưng mà lúc bây giờ nó nghe thầy dạy như vậy rồi nữa, thì cứ hồi nào rảnh tới đây lao chùa, phải không? Lao chùa, lao giảng đường để cho tất cả các Phật tử chúng ta tới đây tu, thấy nó sạch như thế này. Thì như vậy đó là mình tu đây đó, mình được công đức đó, thì chia cho bà một phần. Mà mình đây có 100 người tu đó, thì chia cho bà chừng 1% thôi, phải không? Thì bà cũng bằng mình rồi. Nhưng mà 200 người tu đó, mỗi người chia cho bà một phần đó, thì bà cũng được 2% rồi, phải không? Cái này nó lên. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta làm đó, cái này mới sanh ra công đức. Còn ngược trở lại, chúng ta chỉ học đó, là chỉ cho chúng ta có cái biết rồi thôi. Cho nên đó, cái bước ban đầu đó, là cái trường hợp này đó, là giữ cái thân này trước. Mà giữ được cái thân á, cái thân này thanh tịnh rồi đó, không phạm phải ba cái đó, tức là sát, đạo, dâm, phải không? Ba này căn bản nhất. Mà không phạm phải cái này đó thì sao? Tức là trên đời này đó, chắc chắn chúng ta không bị tù tội rồi, phải không? Ta đã không bị tù tội rồi, nhưng mà khi chết đó là chắc chắn là chúng ta không sanh vô ba đường ác đâu. Ta đã không sanh vô làm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chúng ta không có cái này. Ta nên không sanh vô cái chỗ nghèo đói khổ sở, không có cái này. Không sanh ra thành thú vật, không đọa vào địa ngục. Ta nếu Phật dạy chúng ta riêng ba cái việc này là căn bản nhất của người Phật tử này. Nếu mà giữ, ai giữ được cái này nữa thì chắc chắn không vào ba đường ác nữa. Thì có thể khi mà chúng ta chết rồi đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ sanh trở lại làm người thôi. Sanh lại làm người thôi. Làm người rồi đó, mà nếu ta có nhân duyên với Phật Pháp thì ta sẽ được gặp Phật Pháp và ta tiếp tục tu nữa. Các Phật tử nên nhớ cái này. Tức là ba cái điểm là căn bản, để làm sao mà chúng ta tránh không đọa vào ba đường ác nữa. Rồi lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta học thêm kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật nữa đó, là kết duyên với Phật để chi vậy? Đời sau chúng ta tái sanh lại làm người, nhưng mà ta được gặp Phật Pháp. Nhưng mà ta sanh ra chỗ nào thì chỗ đó có Phật, có Tăng, có Thuyết Pháp. Đấy, đây là điểm quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử nhờ cái căn lành đời trước mình, cho nên mình sanh ra đúng cái lúc này đó, mà ở tại đây mình có chùa uy nghiêm này đó, mình nghe Pháp, mình tu đây, phải không? Nếu mà những người đó, họ cũng sanh ra cái chỗ này, nhưng mà 50 năm về trước á, thì có chùa không? Có nghe Pháp không? Đây, ngay bây giờ đó, thì ở đây mình cái chùa uy nghiêm mình như thế này đó, mình về đây mình tụng kinh, mình nghe Pháp này. Nhưng mà những người ở đây 50 năm về trước á, rồi khi giải tỏa đền bù xong rồi họ đi mất hết rồi, phải không? Cho nên chỗ này rất nguy hiểm.
Cho nên mình sanh ra cái chỗ đó không có Phật Pháp thì mình để không được nghe Pháp. Rồi đến cái khi đó mà cái chỗ đó có Phật Pháp á, thì mình phải đi chỗ khác, phải không? Phải đi chỗ khác mình ở chỗ đó. Còn ngược trở lại, nếu mà có cái nhân duyên với Phật Pháp rồi nữa thì cái chỗ đó đó không có Phật Pháp, nhưng mà mình sanh ra chỗ đó thì chỗ đó tự nhiên có Phật. Đấy. Cho nên ai mà có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca nữa, thì cái khi mà Đức Phật sanh ra ở tại đất Ấn Độ nữa, thì họ cũng cùng sanh ra trên đất Ấn Độ đó. Thế họ gặp Phật chứ. Còn nếu mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ nữa, ai sanh qua Ấn Độ thì gặp Bà La Môn chứ không gặp Phật. Từ thế kỷ 13 mà cho tới thế kỷ 19 như vậy đó, là mất 600 năm người Ấn Độ không có nghe cái tên Phật. Cái tên Phật không cũng được nghe nữa. Là vì Ấn giáo, Hồi giáo đó, là nó đập phá đốt chùa hết rồi, tượng Phật nó chôn hết rồi, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất các Phật tử thấy. Trước đó vua A Dục đã dựng mấy cái trụ đá rồi. Dựng mấy trụ đá rồi, nhưng mà Hồi giáo đập phá hết rồi, bỏ. Thành ra tới cuối cùng mà mấy cái tượng lớn nhất ở bên Afghanistan cũng bị Hồi giáo bắn phá hư luôn. Cho nên ở cái vùng đó họ không nghe tới cái tên Phật nữa, nói chi là nghe Pháp tụng kinh. Nhưng mà cái chỗ đó là gì? Phật giáo đã từng thịnh hành. Cho nên khi ta có nhân duyên với Phật Pháp thì ta sanh ra ở tại đất Ấn Độ, trong lúc đó Đức Phật cũng sanh ra đó để ta nghe Pháp. Rồi bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa, ta lại sanh về đất nước Việt Nam này nữa, thì lại đất nước Việt Nam chúng ta đang Phật Pháp hưng thạnh, phải không? Để chúng ta được nghe Pháp, tiếp tục ta tu chứ. Cho nên người tu theo Pháp Hoa thường hay phát nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra thường hay được gặp Phật Pháp. Cái này điều ta mong này. Sợ nhất là ta không được gặp Phật Pháp. Ta có căn lành rồi mà ta không được gặp Phật Pháp á, để khai ngộ đó, thì cái trường hợp căn lành chúng ta sẽ yếu lần mất, mà nghiệp ác chúng ta bị tăng. Cho nên nếu mà chúng ta sanh vào trong thế giới Hồi giáo thì cái đương nhiên cái căn lành chúng ta không thể phát được. Đây là cái điểm quan trọng nhất các nên biết vậy. Cho nên ở trên bước đường tu chúng ta không tạo nghiệp ác để chúng ta được sanh làm người, mà chúng ta kết duyên với Phật Pháp nữa đó, để rằng chúng ta sanh ra chỗ nào ta gặp Phật Pháp. Thấy chỗ nào mà Phật Pháp hưng thạnh thì ta sanh ra đó để chúng ta tiếp tục tu, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thì ngoài ba cái nghiệp của thân này đó, Đức Phật cho thêm một cái nữa là về miệng, tức là khẩu nghiệp. Ba nghiệp của thân giữ được đó, thì sẽ không đọa vào ba đường ác rồi. Bây giờ thêm cái khẩu nghiệp nữa. Khẩu nghiệp á, thì khi mà quý vị thọ giới đó, thì cái trường hợp này thầy nói là không được nói dối, phải không? Thành ra không được nói dối, chẳng những không được nói dối mà không được nói thiêu dệt, nói hung ác, nói lưỡi đao chiều, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra thuộc về khẩu nghiệp. Nói dối tức là chuyện có nó không, chuyện không nó có này. Cái này dứt khoát không có. Có thì nó có, mà không thì nó không, phải không? Còn không không nói, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái này, cái giới này coi như vậy mà rất khó. Thành ra bây giờ gặp những cái chuyện á, thì sao? Gặp cái chuyện á, nếu mà mình nói đúng á, thì có hại cho người khác. Thì bây giờ mình nói thiệt không? Cho nên mình nói thiệt không? Ta nói này lại không nói thiệt, nói dối này, biết không? Có nó không, không nó có này. Cái này là tổ nguyệt hiện ở dưới chùa Linh Thú. Ta nói cái lúc mà ông vua Gia Long bị Nguyễn Huệ rượt chạy đó, ông ở chung vô chùa. Ông chung vô chùa thì ông gặp tổ nguyệt hiện á. Ông ấy nhờ hòa thượng cứu con, biết không? Ông Gia Long ấy, ông chỉ cái hồng chung. Cái hồng chung nhỏ xíu này, chung vô trong đi.
ông vua Gia Lâm sao ông chung vô Hồng Chung được. Nhưng mà nhờ cái ông tổ này đó, ông đắc đạo rồi, cho nên ông có bùa ẩn thân. Cho nên cái bùa ẩn thân cái này rất quan trọng. Nhưng mà quý vị, thầy nói như vậy nên mình nên cẩn thận, chứ đừng để người khác họ lừa mình, biết không? Cái bùa ẩn thân á, nó lạ lắm. Cho nên cái Hồng Chung nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà vì ông hòa thượng này ông có cái bùa ẩn thân, cho nên ông chỉ nói một tiếng như vậy đó, thì ông Gia Long đút cái đầu vô đó thôi. Cái Hồng Chung này đút được cái đầu, chứ còn cái thân sao cho. Nhưng mà lính của Nguyễn Huệ đi lùng sục hết, đi vòng 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 kiếm hết, không có. Hòa thượng nó không có, không thấy. Nó dối phải không? Cái này nó là nó dối để cứu người. Nó dối để cứu người. Cho nên ông Gia Long này sau này thoát nạn được, mà về làm vua lên ngôi Gia Long đó, thì mới mới phong cho cái chùa đó gọi là Sắc Tứ Linh Thú Tự đó, là cái chùa ở dưới Mỹ Tho giờ còn đó. Đây là hòa thượng đã tu đắc đạo. Là nó tu đắc đạo, họ có bùa ẩn thân, họ lạ lắm. Giờ có cái ly nước để đây, hay có cái máy để đây, hay có cái chuỗi để trước mặt đây. Nhưng mà ông này, nếu mà tại vì thầy không có bùa ẩn thân cho quý vị, không có, không trốn được, phải không? Nhưng mà có bùa ẩn thân nữa, ông hòa thượng có chùa bùa ẩn thân nữa, thì để sau chuỗi trước mặt đây nữa, ai tới đây nữa, ông không muốn cho thấy nữa, thì chính đó, ông niệm chú một cái là mình chỉ thấy sau chuỗi chứ không thấy ngồi. Đây có nhiều người họ đã được cái này, họ tu được cái này, thầy biết thấy có, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà cái này rất ít, còn cái tà giáo ngoại đạo cái này nhiều hơn. Cho nên khi họ được cái này rồi, họ không sử dụng đâu. Họ nói tất cả những cái linh nghiệm này nữa, người ta nói là gì, đồ bán ế, phải không? Không cần thiết. Thành ra tu cho đắc đạo, cho thành Phật, cái này mới quan trọng. Chứ còn thần thông mấy cái này chơi thôi, chết rồi cái này mất có được đâu. Đây cái điểm quan trọng nhất. Thành ra luyện được bùa ẩn thân, cái này luyện thì cực, nhưng mà mất thì dễ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thành nhiều người được chứ, được cái này rồi, thành ra sau này đó, thầy gặp lại thầy hỏi à, bây giờ thầy sao rồi, nó mất hết rồi thầy. Thành hồi trước thì được, ở trên núi luyện được, nhưng mà bây giờ mất hết rồi. Đây cho nên trên bước đường tu đó, được rồi mất, người luyện làm gì. Đây, cho nên cái chúng ta tu, chúng ta thành Phật rồi thì không bao giờ mất à, tu đúng pháp của Đức Phật không bao giờ mất. Cho nên cái nói dối này đó, thì Đức Phật mới cho các vị Bồ Tát mở ra một điều nữa, nói để cứu người. Tức là nói để cứu người, phải không? Vì cứu người. Cho nên ta phạm phải cái tội nói dối, nhưng mà vì cứu được một mạng người, cho nên chúng ta được cái phước đó. Cho nên trong luật nhân quả đó, thì vì ta cứu được nó, cho nên sau này nó mang ơn chúng ta. Rồi đó, đời đời nó làm bạn tốt của chúng ta này. Đấy. Cho nên Đức Phật đó là khi mà ngài khai cái giới sát đó, khi ngài hành Bồ Tát đạo, thì lúc bây giờ ngài đi chung với một cái đoàn thương buôn. Đấy. Thì bây giờ nó có một tên cướp đó, nó muốn giết cái đoàn thương buôn này để nó cướp của. Đấy. Mà trong lúc đó nó ngài có năng lực, cho nên ngài mới chặt đầu cái tên cướp này, thả nó xuống biển đi. Chặt đầu nó, thả xuống biển đi. Thì như vậy đó là ngài thiếu nó một mạng, phải không? Nhưng mà ngài cứu được hết 500 người. Các vị thấy không? Cho nên Đức Phật nói là 500 người mà ngài cứu đó đó, thì đời đời kiếp kiếp họ đều mang ơn Đức Phật hết. Cho nên Đức Phật sanh ở đâu, họ thường hay sanh đó, thầy trò sanh chung một chỗ, cho dìu dắt họ cho đến cái khi mà Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này ấy, làm Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì 500 vị này đã trở thành 500 vị A-la-hán. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái quan nghiệp kia đó mình tạo thì đương nhiên nhân quả phải trả thôi.
Cho nên tới cuối cùng Ngài cũng phải trả cái nghiệp này chứ. Ngài cũng phải trả cái nghiệp đó. Trả bằng cách nào đây? Thì trong lúc đó đó, cái phước Ngài lớn quá, Ngài tu lớn, Ngài làm Phật, cho nên đời đời kiếp kiếp nó cứ theo nó đòi mạng hoài, mà nó không đòi được. Nó không đòi được. Thì tới cuối cùng á, thì sao trả nó bằng cách đó. Thành ra bây giờ đó, Đức Phật nó thôi trả cái này cho xong đi. Cái Ngài mới đưa cánh tay ra, cái tự nhiên á, cái cây thương mà của ông tướng trời đó, nó ngã xuống, nó chĩa vô cái tay Đức Phật, chảy máu một chút trả. Cho nên người ta bảo là Đức Phật á, ở trên Niết Bàn mà còn mang tám nạn, là người ta nói này là một ở trong tám nạn này, phải không? Cái nạn này là tại vì khi hành Bồ Tát Đạo Ngài đã giết người, cho nên bây giờ đó thành Phật rồi mà cái này phải trả. Đấy, phải trả cho. Cho nên khi mà chúng ta tu á, thì thường thường á, mấy cái nợ này đó, thì thường thường là các vị nên nhớ này, Đức Phật khuyên ráng tu á, rồi nguyện sau khi mình thành Phật rồi mình trả. Thành Phật rồi trả, không mất kiếp. Nhưng bây giờ đó, mình trả nó một cái mất mạng rồi, không biết mình sanh ở đâu, phải không? Thì cái trường hợp này sợ lắm. Cho nên gọi là thệ nguyện an lạc. Tất cả những cái oán hận này đó, nếu trong đời này mình tránh được, mình tránh, đừng đụng mặt nó. Đụng nó giết mình đó, thì biết được cái này là tránh đi. Tránh đi để nào mình giữ cái mạng này mình tu. Nhưng mà mình biết là phải trả, sau khi thành đạo rồi trả. Thành Phật rồi đó, trả nó mạng mình có chết đâu. Chết cái mạng này để trả mạng cho nó rồi đó, thì cái trường hợp này mình sanh là cái khác đó. Ta bảo là cái thân này giống như là chiếc áo, phải không? Nó già, nó cũ, nó hư, nó rách rồi, nó bỏ đi để chúng ta mang lại áo mới. Thì cái trường hợp này đổi, đổi xác. Đó là trên bước đường tu. Còn bây giờ chúng ta chưa kiểm soát được, chưa biết đời sau, chúng ta chết rồi chúng ta đi đâu, sanh làm gì đây, thì phải cố gắng tu. Cố gắng tu để được. Thì bây giờ đó, Thầy nói cái giới á, cái giới nói dối này đó là khai, Tổ Nguyệt Thiện đã khai để cứu cái ông này. Nhưng mà nhờ cứu cái ông này cho nên ông mới nhớ ơn ông này, và cũng nhớ ơn Phật Pháp. Vì vậy đó mà ông vua Gia Long ấy, ông lên ngôi làm vua rồi đó, thì ông làm nhiều cái chùa sắc tứ. Làm nhiều cái chùa sắc tứ, tức là vua đó ra lệnh là cho xây chùa, và đồng thời đó là cấp ruộng đất cho chùa để chùa này được nuôi tăng mà ở đó tu hành. Cho nên ấy, quý vị thấy cái bản nào, chùa nào mà có để hai chữ sắc tứ đó, biết chùa đó là của vua đó. Cho nên nhờ cứu, cho nên nhờ cứu cái này cho nên được. Thì Phật giáo mình ấy, mà ngày nay đó, mà mình được như thế này sao? Nói một cách khác đó, thì trong cái thời kỳ mà cách mạng đó, nhà chùa thường hay che giấu những nhà cách mạng, hay che giấu những nhà cách mạng yêu nước này nữa, mà chính đó, họ nhớ cái ơn này, họ mới có một cái là giúp đỡ cho Phật giáo chứ. Ta nghe người mà đầu tiên đó, là quý vị biết đó, là cái trường hợp đó, ông Trường Chinh đó, ông Tổng Bí Thư đó, đó. Ta nghe khi mà ông bị mật thám Pháp đó, truy lùng ông đó, thì ông chung vô trong chùa Đồng Kỵ, ông ở trong đó. Hòa thượng ở đó nó mới phủi tóc cho ông đi, cho ông mặc cái áo tu vô, cho ông mặc cái áo tu vô, rồi đó, cho ông mang chuông mở đi cúng, phải không? Cho đi cúng. Ta nói vô nó đi kiếm ông Trường Chinh, nó bắt mà nó đâu thấy, nó lại gặp mấy toàn mấy ông sư không, phải không? Ông kia mới chung vô đây nó mất rồi, đi rồi, đi kiếm ông bắt, đây toàn là sư không. Cho nên khi mà ông Trường Chinh cách mạng thành công rồi đó, ông còn cái áo tràng đó còn giữ lại ở ngoài cái viện bảo tàng lịch sử của mình cách mạng. Khi nào quý vị có ra Bắc, có tới viện bảo tàng coi thấy, để rõ ràng thầy ra thầy thấy, để cái áo tràng của Tổng Bí Thư Trường Chinh. Đấy, cái trường hợp này thật. Tại vì nhờ Phật giáo đó có cứu những người này, cho nên những người này họ có một cái cảm tình với Phật giáo, nhờ đó mà dễ cho mình.
Ở trong miền Nam mình còn có một ông nữa, thầy biết là trường hợp ông Võ Văn Kiệt không? Ông này làm cách mạng. Thế nên khi mà ông làm cách mạng, ông cũng bị giặc Pháp đuổi ông á, hết đường chạy, ông chung vô chùa Tam Bảo Thịnh Gia, trốn ở trong. Thành ra nhờ trốn trong cái đó mà ông khỏi chết đi, không? Hòa thượng trong đó mới che giấu cho ông khỏi chết đi. Cho nên ông mới sống, ông thành công được. Sau này ông lên ông làm thủ tướng đó, ông gặp thầy, ông nói: tôi còn sống mà ngày nay gặp được thầy đó, thầy biết ông nhờ Phật đó. Nó một câu rất dễ thương. Cho nên khi mình lên mình xây cái trường, cái trường mà Phật giáo ở trên đó đó, là đầu tiên là ông Võ Văn Kiệt lên trồng cái bồ đề trên đó trước nha. Đấy, trồng cái bồ đề ở trên đó. Đây thầy nói đây. Cho nên trong cái lúc đó đó, mình làm được những cái việc tốt, gọi là cứu người, cứu người. Thì cái trường hợp này đó, làm cho họ có, họ có cảm tình với mình, họ quý mến mình đó, thì đời đời kiếp kiếp họ trở thành ra người bạn tốt của mình đi. Thì sao này mình tu mới được chứ. Nên Đức Phật nó sanh trên cuộc đời này đó, có những người đó, mà ai cũng thương, ai cũng quý hết đó. Nhưng mà có những người đó ai cũng không ưa, ai cũng ghét hết, phải không? Tại sao vậy? Tại đời trước ta tạo nhiều nghiệp ác quá, phải không? Nó nhìn nó thấy mặt chúng ta, mặc dù đã đổi xác rồi, đổi xác rồi, nhưng mà ở trong cái tiềm thức vẫn còn chứ. Trong ai là gia thức nó vẫn còn nhớ chứ. Nó nhìn nó thấy mặt mình đó, mà thấy bằng cái thức đó, thì nó biết đây là người thù đây. Đời trước đã giết nó đây, đời trước đã hại nó đây, cho nên nó nhất định là phải trả thù thôi. Ở đây nó có câu chuyện mà quý vị thấy là câu chuyện mà của Lương Võ Đế. Cho nên Lương Võ Đế đó, thì lúc bây giờ đó, cái bà hoàng hậu á, là bà ghét ông Chí Công Hòa Thượng này, ghét cay ghét đắng, là bằng mọi cách phải giết cho được ông này thôi, giết ông Hòa Thượng này. Nhưng mà ông Lương Võ Đế thì rất kính trọng ông Hòa Thượng này, là khổ vậy đó. Thế nên rất là kính trọng ông Hòa Thượng này. Thì tại sao vậy? Ông Hòa Thượng này ông đã tu, ông đắc đạo rồi, ông biết được đời trước. Tại vì đời trước của ông Chí Công Hòa Thượng là chú tiểu, đời trước của bà hoàng hậu này là con dế mèn, bà là con dế, con dế mà ở trong chùa, biết không? Thành ra bà có cái công là cứ khuya đó, là con dế này nó dậy đúng giờ, nó gáy lên đó, để cho mấy thầy biết tới giờ tụng kinh rồi dậy để đi công phu, có cái công này được ông hòa thượng ở chùa này đó là quy y cho nó. Cho nên nhờ cái chỗ đó, nhờ có quy y, nhờ có công đó mà cái đời này tái sanh thế lại làm hoàng hậu. Còn ông tiểu này, ông Chí Công Hòa Thượng bị quan nghiệp này là gì? Ông này thì ham ngủ, phải không? Thế nên ham ngủ, nhưng mà con dế nó gái, ông giật mình thức dậy, ông giận quá, muốn ngủ nhưng mà bị nó đánh thức mình, giận không? Giận cho nên bữa đó Hòa Thượng đi vắng, ông vô ông lục ông kiếm, ông lật mấy cục gạch lên, ông thấy ngắt đầu. Đây, ngắt đầu dục ấy. Đây là trên phước đường tu. Cho nên cái quan nghiệp mà mình tạo, cho nên mình viết giết người, giết vật, làm tất cả những chuyện ác này thì cái quả báo này nhất định phải có thôi. Cho nên tất cả những cái này ở trong quá khứ, Đức Phật biểu mình sám hối cho hết đi, và những cái mới này đừng tạo nữa. Thì như vậy đó, mỗi một kiếp này đó, mình làm tiêu một số cái tội cũ mà mình tăng một số phước mới, thì tội tiêu mà phước tăng đó, thì cái trường hợp tất cả các quan nghiệp đời trước này không đòi được, không đòi được. Nhưng mà khi mà tội mình tăng mà phước mình giảm đó, thì quả báo tới liền. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên có những người đó, ta thấy họ tu có một thời gian họ rất là tinh tấn, họ rất là tốt, nhưng mà sau đó họ trở thành hư đi là sao? Tức là quả báo tới đây. Ta nói quả báo tới, nghiệp tới, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên phải trả. Nếu mà họ đừng có một cái ý niệm ác, đừng có một cái gì sai trái đó,
thì họ đi luôn lên ấy, thì tất cả cái này không đòi được. Cái này nó không đòi được đâu. Cho nên những người đó họ ghét mình, họ chống mình, họ muốn hại mình, nhưng mà tài phước mình lớn quá cho nên họ hại không được thôi. Đó là trên bước đường tu. Họ chờ cái cơ hội, chờ cơ hội mà mình bị tổn phước đó, thì chỗ này đó họ mới hại được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên một câu chuyện thứ hai là quý vị thấy cái cuốn mà Lương Hoàng là Sám, rồi bây giờ tới cái cuốn mà Từ Bi Thủy Sám Pháp đó. Cái này đó, thì cái trường hợp đó cũng là cái trường hợp đặc biệt nữa. Cái câu chuyện ở đời nhà Hán đó, là ông Viên Dân Án này nè, ông xử tội cái ông Triệu Thố. Triệu Thố là tướng, mà bị ông này ông xử cho chết quan đi. Ông này tức quá cho nên cứ đi theo. Đi theo nhưng mà ông Dương Án này đó, ông biết ông làm cái chuyện mà sai trái như vậy, cho nên ông cứ sám hối, ông lo ông tu. Ông đi tu này. Ông đi tu mà từ đời nhà Hán cho tới nhà Đường là trải qua như vậy là 9 kiếp. Trải qua 9 kiếp rồi, nhưng mà nghiệp có tiêu không? Tức là còn chờ tới cái khi mà ông này mất phước một cái đó, thì ông Triệu Thố mới báo thù. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, khi phước chúng ta còn đó, thì đương nhiên ta có những người ác, những người muốn hại ta, nhưng mà không bao giờ hại được. Nhưng mà họ rình đó, họ chờ cái cơ hội chúng ta tổn phước một cái đó, là họ sẽ hiện ra mà họ đòi mạng hay báo oán. Đó là trên bước đường tu. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, là cái căn bản nhất ban đầu mà Đức Phật dạy đó, là phải tu ba cái này trước, ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thầy nói đó, thí dụ như cái khi mà Phật tử chúng ta tập hợp vô đạo tràng rồi, ta ngồi ở dưới cái sảnh đường, chúng ta chờ tới giờ người ta lên ta tụng kinh. Thì bây giờ đó, khi mà ngồi như vậy đó, thì mình phải cố gắng mình tập trung lại, giữ chánh niệm. Ta đã nhớ cái đó, tức là tập trung lại giữ chánh niệm. Tại vì Đức Phật dạy mình đó, dù có tu pháp môn nào đi nữa đó, nhưng mà mất chánh niệm đó, thì đọa. Cho nên mình tu hết đời mình mà tới cuối cùng nó khởi lên một ý niệm mà vọng động á, thì coi như là tùy theo ý niệm đó mà nó sẽ dẫn mình đi thọ sanh đời sau. Cho nên tu cả đời đó mà đọa với ba đường ác á, cái này không phải là ít. Nên cái này căn bản nhất mà tất cả các Phật tử, khi chúng ta bắt đầu vào trong đạo tràng ấy, là chúng ta phải giữ chánh niệm. Mà trong cái chánh niệm đó thì Đức Phật dạy gì? Thứ nhất là niệm Phật. Ở trong lòng chúng ta cứ nghĩ về Phật thôi, đừng nghĩ cái gì khác hết. Tại vì nghĩ về Phật cứ càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó, để chúng ta tạo cái độ cảm giữa ta với Phật. Nhưng mà cái người mà không cảm được Phật thì Phật không thể hộ niệm tới ta được đâu. Đó là các Phật tử phải nhớ vậy. Cho nên chúng ta nghĩ về Đức Phật thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới hộ niệm tới cho ta. Mà Đức Phật hộ niệm tới cho ta đó, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta mới yên tĩnh thực, và cái trí chúng ta mới sáng được. Thì tâm yên và trí sáng thì chúng ta không phạm phải những cái lỗi lầm khác. Đó là cái căn bản nhất mà các vị phải nhớ. Cái thứ hai đó, là khi đại chúng người ta ngồi vô trong này, người ta chờ để người ta tụng kinh, để cho người ta đi nghe giảng hay để người ta làm gì đó. Nhưng mà mình đó, thì nghĩ rằng bây giờ đó, vô ngồi như thế này đó, thì mình mất tự do phải không? Cho nên cũng mặc áo tràng rồi, rồi cũng đeo pháp y rồi, nhưng mà đi vòng vòng ở ngoài đó, rồi để nói chuyện này chuyện kia. Nhưng bữa sau mà thầy thấy như vậy đó, thì chẳng những không được nâng y,
mà còn bị thu hồi lại, bị thu hồi lại. Tại đạo tràng người ta nó thanh tịnh như thế này, mà có một người nào đó cũng mang pháp y vô thì coi như là cái này là người của đạo tràng chứ. Cho nên chúng ta tới đây để chúng ta tụng niệm, chúng ta lễ bái, chúng ta nghe pháp, chứ không phải chúng ta tới đây chúng ta chơi, phải không? Hay tới đây để mà nói chuyện này chuyện khác, không có chuyện đó. Cho nên ở chùa mình ấy, thì không có tiếp khách tham quan, mà chỉ tiếp nhận cái người tu thôi. Và cái điều mong muốn của thầy đó là tất cả các Phật tử chúng ta đó phải tu cho có kết quả. Không tu thì thôi, nhưng mà tu thì phải có kết quả. Đó là cái điểm căn bản nhất mà thầy nhắc cho ban đầu. Bây giờ đó, cái phần chính của chúng ta đây là gì? Tức là cái người tu theo kinh Pháp Hoa này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta đi từ tích môn mà đi vào bổn môn. Tức là chúng ta, cái cửa thứ nhất á, là cái cửa người ta gọi là cái cửa ở bên ngoài. Tức là từ con người này đó, nhưng mà chúng ta tu á, để lần lên đó chúng ta làm Phật. Đó là cái chuyện chính. Tức là tích môn là khởi đầu từ con người, nhưng mà bổn môn á, là bắt đầu đi vào trong cái tâm của chúng ta rồi, chúng ta đi thẳng vào cái chỗ Phật. Thì tích là gì? Tức là từ con người. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài từ thế giới Phật mà Ngài sanh trở lại thế giới mình đây này. Cho nên mình gọi là thị hiện đản sanh. Tức là Ngài hiện thân vào trong loài người chúng ta, để nhằm cái mục tiêu á, Ngài dìu dắt chúng ta ra khỏi tứ sanh lục đạo, hay là khỏi loài người chúng ta, mà chúng ta được vào trong thế giới Phật. Cho nên nếu mà chúng ta không đi vào bổn môn á, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở lại trong sáu nẻo luân hồi này thôi. Tức là vẫn ở trong sanh tử. Cho nên thế giới Phật là ngoài cái sanh tử, ta gọi là vô sanh. Thế giới chúng ta đang sống đây nữa gọi là thế giới sanh tử. Cho nên thế giới sanh tử này là gì? Tức là cái con người chúng ta đây đó, Đức Phật gọi là ngũ quẩn ngăn che. Chúng ta bị năm cái thứ mà nó ngăn chúng ta đó ra khỏi cái thế giới của Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, cái ta phải nhận cái này. Ở trong ngũ quẩn ngăn che, tức là ta không thấy Phật. Đức Phật nói hiện giờ Đức Phật vẫn có ở bên ta, nhưng mà tại ta không thấy. Tại sao ta không thấy? Vì thứ nhất là ta bị đuôi mù thì ta không thấy được. Thành ra đuôi mù này, tức là ta mang cái thân này vô rồi, mang cái thân vật chất này nữa, thì ta bị vật chất ngăn che. Cho nên giữa cái thế giới vật chất này và thế giới tâm linh, hai cái này khác. Nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi mà tu hành rồi đó, chúng ta mới thấy được cái điểm này để chúng ta thực tập. Tức là cái thế giới vật chất là cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế này nữa, đang mang cái thân người vô đây, và chúng ta biết mình là con người, mình đang sống đây. Đây là cái thế giới người của chúng ta này. Đây là thế giới vật chất. Nhưng mà cái khi mà chúng ta ngủ đi, phải không? Thành ra khi chúng ta ngủ đó, thì bây giờ quý vị nằm chiêm bao thấy sao? Mình ngủ mình nằm chiêm bao đó, thì lúc đó mình biết đó, là mình ra khỏi cái thế giới vật chất này, tức là khỏi xác người này. Đôi khi mình không biết mình là con người nữa. Đó ta gọi là thế giới của tâm thức. Thành ra từ cái thế giới người, rồi qua cái thế giới tâm thức, mà qua cái thế giới tâm thức này nữa, là
chúng ta có thể sống với tất cả các loài mà không có cái xác thân này. Cho nên ta nói là thế giới của ma quỷ, thấy không? Thế giới của ma quỷ, thế giới của thần tiên, chúng ta bắt đầu qua thế giới đó sống. Cho nên cái khi mà chúng ta tu á, thì bây giờ ta mang cái xác này vô rồi đó, thì nó hạn chế ta không thể đi xa được. Cho nên chúng ta không thể đi xa được. Cho nên mang cái xác này đó, thì đi. Ở đây đó, chúng ta muốn đi thì chúng ta phải có cái phương tiện để chúng ta đi. Đi bằng xe đạp, đi bằng xe ô tô, hay là chúng ta đi bằng phương tiện nào đó để đem cái xác này nhé. Đây là cái thế giới của chúng ta này. Nhưng mà qua cái thế giới tâm thức rồi đó thì khác. Thế giới tâm thức chúng ta nữa thì chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta đi bằng cái tâm, cái thức chúng ta. Ta gọi là tâm thức, mà phần lớn là chúng ta đi bằng cái thức. Tại vì ở trong cái thức là gì? Tức là chỗ đó ta biết rồi. Ví dụ như bây giờ đó, thầy trước đây đó, thầy có ở bên Nhật 8 năm thầy học bên đó. Ta nói bây giờ thầy nhắm mắt lại một cái đó, thì thầy muốn tới bất cứ cái thành phố nào bên nước Nhật mà thầy đã từng tới rồi, thì thành phố đó đều hiện lên trong thức. Tất cả các cái chùa mà thầy đã từng tới đó tham quan hay tới đó để tu thì cái này đều hiện lên hết. Cái đó là thế giới của thức. Nhưng mà cái thế giới của thức á, là đây chúng ta còn kẹt trong thức. Cái thức tức là cái biết của chúng ta đó. Mà cái thức này đó là nó kết hợp nhiều đời rồi. Đời trước và nhiều đời trước nữa đó. Cho nên này ta gọi thần thức của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bỏ cái xác này rồi đó, là chúng ta đi thọ cái thân sau đó, cái xác đời sau đó, là ta đi bằng cái thần thức này. Mà ta thường hay gọi là cái linh hồn. Cái linh hồn nữa. Cái xác thì bỏ, mà cái linh hồn thì nó đi. Đi đâu? Tức là theo cái nghiệp của nó dẫn. Cái nghiệp của nó dẫn. Tại lúc đó chúng ta nghĩ cái gì, ta muốn cái gì, thì cái đó nó sẽ dẫn ta đi tới. Cho nên có nhiều người nữa, mà cả đời tu rồi á, trước khi chết, cái nghiệp nó hiện lên á, sao tự nhiên á, mình nghĩ tới con chó, phải không? Mình nghĩ tới con mèo, hay mình nghĩ tới con bò, phải không? Thì cái này nó mình có thể đi thọ sanh vô chỗ này, thọ sanh vô các loài đó. Nhưng mà trong lúc đó nữa, nếu mà mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới Bồ Tát, mình nghĩ tới chư thiên á, thì mình được cái lực tiếp độ kia dẫn mình đi vô trong cái thế giới lành, thế giới của chư thiên. Đây là ở trên cái bước đường tu của mình đó. Cái này ta gọi là cái thần thức. Cái thần thức. Cho nên mình tu như thế này đó, là mình quân tập vào trong cái thức mình đó, để sau này cái thần thức của mình đó, nó gắn liền với Phật, với Pháp của Đức Phật, nó gắn liền với các vị Bồ Tát. Thì nhờ như vậy đó mà cái thức mình nó dẫn mình đi, dẫn mình đi thọ sanh. Mình sanh vào trong cái thế giới của Phật, cái thế giới của Bồ Tát. Đó là cái thực chất mình tu. Cho nên tất cả những cái việc mà không tốt á, thì cái này chúng ta cắt bỏ lần, để giữ cái tâm mình cho thanh tịnh. Đức Phật gọi là chánh niệm. Mà tập cái này cho nó quen đó, thì nó ở trong cái thức chúng ta nên là cứ nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng, phải không? Là chính. Trời, chư thiên, ta nghĩ tới đó. Giới, tức là đạo đức, ta nghĩ tới. Đó là cái trường hợp mà tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới đó. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ được cái này đó, thì nó có công năng là xóa đi tất cả những cái khác, những cái xấu khác. Cho nên chúng ta không nghĩ tới
bò, trâu, heo, dê, gà, chó. Ta không nghĩ cái này. Ta nói ta không sanh vào trong như này. Mà nói rõ hơn Đức Phật nói là nó xa rời cái tâm thức gọi là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây là trên bước đường tu. Nhờ như vậy đó, mà cái thần thức chúng ta nó thanh tịnh và nó kết nối được với thế giới của thần tiên để dẫn chúng ta đi thọ sanh. Tại nên dầu ta chưa có thành Phật đi nữa đó, nhưng mà nó cũng sẽ dẫn chúng ta đi tới những cái chỗ lành để rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tu nữa. Đời nay ta tu được là do cái công đức chúng ta tu ở các đời trước rồi. Cho nên ráng giữ cái này và phát triển nó lên để đời sau này chúng ta gặp cái tốt hơn nữa, để chúng ta tu nhanh hơn. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cho nên đó, cái khởi đầu đó, mà Đức Phật dạy chúng ta tu đây này, Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái khởi đầu tu theo Kinh Pháp Hoa. Cái người mà tu theo Kinh Pháp Hoa đó, là đầu tiên đó là phải tu cái Vô Lượng Nghĩa Kinh. Cho nên tu Vô Lượng Nghĩa Kinh có nghĩa là tu 84,000 pháp môn tu của Đức Phật. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa là không có chê pháp nào hết. Cho nên người mà mình tu pháp môn này rồi chê pháp môn khác thì cái này mình sai, cho nên không chê. Cho nên 84,000 pháp môn của Đức Phật này nó ứng vào trong 84,000 trần lao phiền não của chúng sanh đây. Cho nên phiền não, trần lao, nghiệp chướng, ba cái này gọi là bệnh. Cho nên ai có bệnh nào thì sử dụng thuốc đó. Có bệnh nào sử dụng thuốc đó. Cho nên đây là tất cả các pháp môn phương tiện của Đức Phật gọi là thuốc để mà chữa bệnh. Bệnh này bệnh nghiệp chướng, trần lao, phiền não ta ba. Cho nên đầu tiên ta tu là ta tu Vô Lượng Nghĩa, ta tu pháp này trước. Nên Kinh Vô Lượng Nghĩa là Kinh Pháp Hoa, mà Kinh Pháp Hoa đó thì cũng là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên đây ta mới gọi là viên giáo nhé. Người tu theo Kinh Pháp Hoa là viên giáo, thông hết tất cả các pháp ấy. Đó là cái chính mà trên bước đường tu quý vị nhớ. Thì ở trong cái Vô Lượng Nghĩa này là gì? Tức là Đức Phật nó muốn chữa cho lành bệnh chúng ta. Mà bệnh này nó bệnh nghiệp, bệnh phiền não và bệnh trần lao. Tức là chữa cho hết cái trần lao, nghiệp chướng và phiền não ta này. Chữa cái này. Thì bây giờ đó, cái nghiệp chướng, phiền não, trần lao chúng ta nó gắn kết ở đâu? Tức là gắn kết ở trong ba cái nghiệp của chúng ta này: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nó tu là cái này chính. Cho nên cái người mà đầu tiên đó, người ta bảo là phải quy y Tam Bảo. Ta nên phải quy y Tam Bảo trước, rồi sau đó nữa, người ta gọi là phải giữ ngũ giới, phải không? Cho nên cái ngũ giới tam quy là cái phần mà căn bản nhất của con người. Tại vì chính cái tam quy đó là gì? Tức là cái tâm chúng ta quy ngưỡng về, cái tâm chúng ta hướng về. Ta nên hướng về Đức Phật, cái tâm chúng ta hướng về chánh pháp của Đức Phật, cái tâm chúng ta hướng về hiền thánh tăng, tức là những người tu mà thanh tịnh, những người đắc đạo này. Đấy, cái này là chính. Thành ra chúng ta phải quy ngưỡng về đó. Thế về sau này đó, tại vì khi mà đạo Phật nó thịnh hành quá, các vua chúa nó, thậm chí nó, ai đi tu thì cái trường hợp này nó là miễn hết tất cả các tội. Cho nên bây giờ nó là những người mà phạm trọng tội họ đều cạo đầu đi tu hết. Cho nên chúng ta mới thấy có cái tu giả chứ. Chứ hồi đầu thì cái trường hợp hiền thánh tăng thôi. Hiền thánh tăng tức là tất cả những người tu hành này đó là những người không lệ thuộc vật chất và không lệ thuộc tình cảm. Cho nên tình cảm cắt, vật chất cắt, không lệ thuộc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Muốn trở thành hiền tăng thì chúng ta không bị tình cảm chi phối nữa.
không bị tình cảm chi phối. Tình cảm này nó là chỉ cho một cái là thương ghét ở trên cuộc đời, tức là biết buồn, biết giận, biết sợ, biết lo, biết thương, biết ghét này, mấy cái này nữa. Các Phật tử nghiệm xem cái này. Nếu mà còn đủ cái này nữa thì người ta gọi là phàm phu. Mà mới đi tu, mặc áo tu rồi nữa mà còn cái này, người ta gọi là phàm tăng. Chưa đi tu người ta gọi là phàm phu, đi tu người ta gọi là phàm tăng, phải không? Phàm tăng thì trường hợp bắt đầu từng lần lên chứ. Các Phật tử chúng ta lần lần đi lên này, cắt bỏ này. Tại vì cái khi nó thuộc về nghiệp, phiền não trần lao và nghiệp chướng này, buồn, giận, sợ, lo, ghét, thương, phải không? Mấy cái này ta gọi là thất tình lục dục, cái này. Thì như vậy đó là ở trong sanh tử.